Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 12 tựa game Lego. Và bây giờ mình sẽ vào tựa game đầu tiên. Let's go. Tựa game này thì nó là tựa game 3D và nó hơi nặng một chút cho nên các bạn phải đợi load 100%, sau đó thì mới vào game được. Ok, let's go. Rồi. Chiến đấu thôi. Đúng đúng ba. Vâng, ok. Lốc xoáy nào. Tiếp tục. Wow. Bài chẳng khác nhau. Rồi, mình sẽ tiêu diệt anh ta. Làm bộ lốc xoáy đi. Cái này đi. Let's go, thắng rồi. Victory. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai, Lego Marvel. Ok, let's go. Oof, let's go. Tiến tới. Some heavy metal.
Wow. Xử lý tướng này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Lego Brawl. Let's go. Caster, mình sẽ chọn Caster. Đa số thắng thiểu số xem như thế nào. Cúp cờ, phải giữ cờ thật lâu. Ok, let's go. Mình sẽ lên đây xong rồi đi ăn không? Không có gì ở trong này cả. Wow. Oh my god. Oh my god. Anh chàng này có một thanh kiếm rất là dài. Rồi mình phải bảo vệ cờ chỗ này. Không trái lên. Wow. Oh my gosh. Okay, let's go. Rồi, bảo vệ thôi.
Oh my god. Tiếp tục vào, đi ra bảo vệ cờ tiếp. Ok. Rồi mình sẽ đánh luôn ở đây. Có mấy chàng này không có chàng nào lên được. Oh my god, có tên bắn rồi. Tiếp tục vào. Ok, good story. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go, lần này thì mình sẽ chọn The Flash đi. Ok. Một anh chàng dám đi phá cây. Đây là một cô nàng rồi. Cô ta không sợ, và cô ta thách thức mình. Let's go, bây giờ mình sẽ leo cô ta và bắt giam cô ta. Xem cô ta chạy đi không? Cô ta đã bị ngã rồi. Và bây giờ xem cô ta làm gì. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 5. Here, let's rush. Let's go. Còn thì sẽ ăn hộp vào. Let's go.
Oh my god, mình định nhảy vào đấy nhưng mà không được. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Let's go, Lego City. Rồi và nhiệm vụ này thì mình sẽ đi Wow, một xe đi ăn trộm Ok, dám đi ăn trộm tiền. Giờ mình sẽ bắt xe này. Có vẻ xe này nghe nó hơi khó một chút. Ok, rồi bây giờ xe này sẽ bị bắt. Ở trong cái Lego City có rất nhiều trò, các bạn có thể chơi ở trong này, hoặc chơi vào trong này, rất là nhiều trò luôn, hoặc chơi trò cứu hỏa rất là nhiều. Tiếp tục mình sẽ đi bắt tiếp. Ok, let's go. Oh, bị lừa rồi. Ta đã bị bắt. Ok và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Lego của Pac-Man, Lego DC Superhero. Let's go. Ok. Rồi, let's go. Wow, chiến đấu
diệt luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Lego Zulio. Let's go. Máy bay đi. Wow, một cái mặt của Batman. Let's go, ghép thôi. Đây là những bộ sưu tập rất là đẹp mắt. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Lego Star Wars. Đi thôi. Let's go.
tổng tấn công vào trong luôn. Ok. Để tiêu diệt anh chàng robot kia. Không mở được cửa hay sao? Đi tìm những cái đó, sau đó các bạn ấn dự nút lại để các bạn mở ra, và rồi các bạn hoàn thành được chapter 1. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Lego Jurassic World. Let's go. Khủng long. Rồi các bạn phải đợi vào game, load game. Ok, let's go. There's no way to get up to the raptor pen until the new generator gets unpacked and built. You have to kickstart it with your stun rod. By the way, whatever you do, don't try looking at the ends of these things. Let's go. Chờ đây thôi.
Come on, who tore up the cage trap? I tell you, that raptor ain't budging until it gets fixed. Thì các bạn sẽ phải sử dụng để mở nó ra. Và khi mở đủ khóa ra thì các bạn sẽ mở được cái con khủng long này ra. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Lego Batman. Wow, what's up with you guys? How you guys feel? I'm pretty comfortable and impressed. Ok, let's go. Ok, gặp tướng rồi. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Lego Star Wars. Đây nhưng mà đây là Lego Star Wars khác của cái Lego Star Wars kia. Ok. Continue. Let's go. Vâng, mình đang bay đến một giải ngân hà khác, một trái đất khác. Thì ok. Ok, let's go. Và gần mình thì có một chú đệ. Xin đi cùng. Hoàn thành sắp chắc tôi một tuần rồi. Ok. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.